chức năng cơ bản của một hệ thống quản lý là yêu cầu thông tin từ tác nhân. Về nguyên tắc, mọi máy tính chạy phần mềm quản lý SNMP đều có thể được sử dụng làm một hệ thống quản lý. Nhiệm vụ của tác nhân là thực hiện các hoạt động do hệ thống quản lý yêu cầu. Một tác nhân thường là một máy chủ hoặc router được cài đặt phần mềm tác nhân. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách thức hoạt động của SNMP. Hệ thống quản lý SNMP gửi yêu cầu đến một tác nhân, sử dụng tên trạm hoặc địa chỉ IP của nó. Yêu cầu này được ứng dụng chuyển đến cổng UDP 161. Sau đó, gói dữ liệu được định tuyến đến cổng UDP 161 của máy tác nhân. Tiếp theo, tác nhân sẽ kiểm tra gói tin và gửi lại gói tin chứa thông tin trả lời do phần quản lý SNMP yêu cầu. TFTP là giao thức truyền tệp, chỉ hỗ trợ một vài câu lệnh và các cơ chế bảo mật đơn giản. Nhưng TFTP lại cho phép truyền dữ liệu nhanh, nó sử dụng cổng UDP 69. TFTP chỉ có 5 chức năng chính. 1. Yêu cầu đọc, lệnh đọc. 2. Yêu cầu ghi, lệnh ghi. 3. Xác nhận, để xác nhận đã nhận dữ liệu. 4. Dữ liệu, để truyền dữ liệu thật. 5. Lỗi, để cho biết có lỗi xảy ra trong khi truyền tệp. TFTP hoạt động theo các nguyên tắc rất đơn giản. Khi truyền tệp bằng TFTP, gói tin đầu tiên sẽ thiết lập một kết nối khách chủ. Các gói tin riêng biệt của một tệp sẽ được đánh số tuần tự. Gói tin đã được truyền phải được xác nhận trước khi có thể gửi gói tiếp theo. Thông tin phản hồi từ bên thu có thể là một thông báo lỗi hoặc thông báo xác nhận. Trong trường hợp có thông báo lỗi thì quá trình truyền dữ liệu bị ngắt. Không giống FTP sẽ được trình bày ở phần sau, TFTP không truyền lại các gói bị mất. Tuy nhiên, mỗi máy tính sử dụng TFTP đều có cơ chế truyền lại theo ngưỡng thời gian định trước. Nếu vượt quá ngưỡng thời gian quy định mà bên phát không nhận được thông tin xác nhận thì nó tự động truyền lại gói tin vừa phát. Ngược lại, nếu không nhận được dữ liệu trong một khoảng thời gian định trước tính từ lúc gửi gói xác nhận cuối cùng thì xác nhận đó sẽ được gửi lại. Như bạn đã biết, TCP là một giao thức tầng giao vận, nó cung cấp dịch vụ hướng kết nối và tin cậy. TCP được sử dụng trong trường hợp các giao thức ở tầng ứng dụng cần một kết nối tin cậy. Một số giao thức tiêu biểu thuộc tầng ứng dụng sử dụng UDP gồm Telnet, SMTP và FTP. Telnet là một giao thức cho phép đăng nhập từ xa. Nghĩa là từ một vị trí, người dùng có thể truy nhập và sử dụng nhiều máy tính ở các vị trí khác nhau. Điều này cho phép người sử dụng dịch vụ hoặc tài nguyên không có trên máy tính của mình. Dịch vụ Telnet quy định một kênh truyền thông giữa một kết nối cuối đầu vào và một máy tính mô phỏng một kết nối vào ra ảo, được gọi là đầu cuối ảo mạng. Telnet sử dụng cổng TCP/23. Telnet yêu cầu phải cài đặt một mô đun chuyển đổi, vì mô đun này không thuộc Telnet và sử dụng nó để điều chỉnh dữ liệu đến kết nối cuối. Thay vì gửi các chức năng điều khiển trong phần tiêu đề giống như các giao thức khác, Telnet sử dụng ký tự điều khiển IAC. Ký tự điều khiển này là một byte gồm toàn bit 1. Phía thu sẽ tìm ký tự điều khiển này trong luồng bit đến. Nếu tìm thấy thì các bit tiếp theo sẽ được biên dịch thành câu lệnh tương ứng. Giao thức truyền thư đơn giản SMTP được dùng để truyền thư điện tử. SMTP sử dụng cổng TCP/25 để kết lập một kết nối an toàn. Kết nối này được kích hoạt bởi hệ thống thư khách. Khách thiết lập một kênh truyền thông song công với máy chủ SMTP và truyền bản tin nhận dạng Hello để bắt đầu một phiên làm việc. Sau khi kênh truyền được thiết lập, khách gửi lệnh main để báo cho máy chủ biết nó muốn gửi thư. Máy chủ xác nhận bằng bản tin OK. Sau đó, khách sử dụng lệnh ACPT để cho biết địa chỉ của thư.
Giao thức truyền tệp FTP được dùng để trao đổi tệp giữa các máy tính và để chia sẻ tệp trên mạng. FTP thiết lập hai kết nối giữa máy chủ và máy khách. Kết nối thứ nhất được dành riêng để trao đổi câu lệnh và câu trả lời của FTP. Kết nối thứ hai dùng để truyền dữ liệu. Bộ biên dịch giao thức người dùng khởi tạo kết nối, gửi lệnh đến máy chủ và xử lý trả lời của máy chủ. Kênh điều khiển được cả hai bên sử dụng để trao đổi thông tin điều khiển, sau đó kênh dữ liệu được thiết lập. Kết nối điều khiển của FTP tương tự như của Telnet. FTP sử dụng cổng TCP/21 để truyền lệnh và cổng TCP/20 để truyền dữ liệu. Kết nối điều khiển phải được giữ trong suốt thời gian truyền dữ liệu. Nguyên tắc cơ bản của quá trình truyền tệp là đảm bảo dữ liệu đến đích an toàn và tin cậy. Nhiệm vụ này được thực hiện nhờ giao thức TCP. FTP không thực hiện kiểm tra lỗi, tuy nhiên nó có chức năng bắt đầu lại quá trình truyền dữ liệu đã bị ngắt. Các cờ đánh dấu bắt đầu lại được lưu trong tiêu đề của mỗi gói riêng biệt. Nếu máy khách cố gắng khôi phục lại quá trình truyền dữ liệu bằng cách gửi lệnh bắt đầu lại, thì máy chủ gửi trả lời cờ đánh dấu cuối cùng. Cả hai phía so sánh các cờ đánh dấu và sau đó máy khách bắt đầu lại quá trình truyền. Cuối cùng, chúng ta hãy tìm hiểu hệ thống tên miền DNS. DNS là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu chủ khách phân cấp đặt tại tầng ứng dụng. DNS sử dụng cả hai giao thức tầng giao vận là UDP và TCP. DNS được dùng để biên dịch tên máy tính thành địa chỉ IP. Trong hệ thống DNS, máy khách được gọi là bộ phận phân giải và máy chủ được gọi là máy chủ tên miền. Chức năng của DNS có thể được so sánh với chức năng của cuốn danh bạ điện thoại. Người sử dụng có thể tìm tên của người cần liên lạc trong cuốn danh bạ, sau đó tìm ra số điện thoại tương ứng. Tương tự, khi máy tính muốn liên lạc với một máy tính nào đó thông qua tên máy, thì DNS sẽ ánh xạ tên đó thành địa chỉ IP tương ứng. Để đảm bảo tính hiệu quả, đầu tiên, bộ phân giải sử dụng UDP để liên lạc với máy chủ và chỉ sử dụng TCP trong trường hợp dữ liệu trả lời bị lỗi hoặc không hoàn chỉnh.